kênh Vlog Tâm Vlog. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cái vườn rau mà mình thích thành trồng tại nhà Nhật Bản nha. Thì đây không có đất nên là mình sẽ dùng những tùng xốp với những cái chậu cây mình mua ở Inai. Giờ mình sẽ đi tới vườn rau của nhà mình nha. Đây là cây bạc hà. Bạc hà là gửi từ Việt Nam qua, gửi từ khoảng là một tháng trọng mới qua được cái này. Rất là vất vả, nhiều khi gửi tới 4 cây lận mà bị lạc 2 cây rồi, nhưng chỉ còn 2 cây thôi. Đây. À, bữa nấu chua cắt từ lưỡi cho gần gần chăm sóc nó mới đậu đất vô. Mua đất bình đất 293.98 yên là thế là 400 mấy á, là khoảng như ta 8 mấy nha một bao đất. Sầu bắp nè, rí nè, dên nè, rau muống nè, nó canh chua. Giờ cắt cam. Cắt vườn rau mini. Vườn rau mini nha. Đây, rau muống. Có bụng ra ăn mì tôm không chịu, chửi thì thôi luôn. Vậy mới ăn được không? Quế vô bên trong luôn nè. Cầm nó ra, cho được. Chắc hơn bạc hà. Từ từ em quay tới nè. Có hai cây bạc hà là nhiều lắm. Chắc không còn đất gì thêm không nhỉ? Có miếng đất hang trồng rau trồng cỏ vườn nhà vườn một đống không trồng để chửi. Giờ xuống vườn sau quay cái hũ qua nha. Trời, qua phòng từ xa nè, cái view đẹp cực kỳ không. Đây cái view, nhìn cái view bên này, một cái vàng hũ bò ở trên ha, thẳng nhà bên kia là có một vườn bông. Qua cỏ rau ở nhà nha. Hôm qua bữa vợ hái trên. Đây, trái nè, hồng chỗ này. Lạ chưa? Đây, trái sớm ngày cho tao đây. Đó, trời ơi, cái trái to kìa. Ê. Nhỏ này là em nè, cái này thì to nè. Cái gì đều thức ăn được rồi nè. Nào. Ừ. Ờ, có gì đều không? Có không? Nãy hết rồi mà. Ồ, có gì đều. Gì đều giờ trồng nè. Bữa trái nhiều lắm rồi, sau này chắc ăn bớt rồi. Không. Vô đi. Quay cảnh trái gì hấu à. Bữa quá trời trái luôn mà giờ không có giải phân, quên giải phân. Đi làm không à. Còn trái đã không? Thì tí tèo à. Trồng đất có nhiêu đây nè, nhiều đất đây rồi nè, giờ rễ ăn hết đất luôn rồi, chỉ còn là chữ gì sống nhà nước á, cái kiểu giờ đang nằm dưỡng bệnh mà chỉ còn chỉ nước biển thôi à, chứ hết thức ăn này, không hết nổi này, trồng tự nhiên không có để phân để vứt gì đâu nên là con này con kia nó ăn quá trời luôn á, không đủ phân nên là cái trái nhìn con này, ẹo ụt luôn,
caravan hay rọi xung quanh đi, cái bố trí mình mà cách mình trồng rau ở ở mình mà nâng quá đất đó. Đây là một cái lưới mua hoa tami nè, có hai chục ngàn, mua lưới nó dàn lên song song với sườn đường. Cái đây là có chậu, chậu thì từ chậu ở Inai mua nhỏ xíu là mình tận dụng hết diện tích, mua sớm thì bắt đầu á vào đất này, quét hai lỗ dưới đi không có lớn ha, đây khoảng bịch đất 10 kg, mình cắt lớn 10 kg thôi, hơn 10 kg. Đây là cây bí, mà do cây bí này nó eo ột quá là nó không có trái, nó xíu xíu. Đây, đây là cái chậu nữa. À, hơi tốt. Nè, trái nè, trái quá trái luôn nè. Nè, bạn chưa đổ thẳng đủ phân á. Nè, trái nè, à. Nè, trái này nè, cho mang nè, mình tự trái này kìa đây. Nè, trái, thấy trái không? Ồ, nay được tuần lễ rồi. Khi được vô đất á thì mấy cây này tốt hẳn ra, thấy không? Trời ơi, bây giờ đâm trời này lọc quá trời luôn. Nè, trồng có hai cây hôm qua, hai cây dưa leo. Còn coi nè, không giống chưa? Này nè, lại gần nghe, trái dưa leo to chưa? Đúng luôn đây. Được ba trái, hồi tối ăn hết trái rồi. Trong kia trái to ghê chưa? Đó, hôm qua bây giờ đang có trái lại nè. Tại hôm bữa không có vô phân á, với thiếu đất. Cách được tuần lễ rồi, bây giờ nó ra quá trời ra luôn, thấy chưa? Đây nè, thì đây là một cây đá bồng tơi mình gieo hôm bữa, mình gieo hôm bữa chứ nó được tuần lễ rồi, bây giờ nó lên bò thôi, mình bảo đảm hai tuần lễ sẽ được nấu ăn nấu canh ngon lành. Này này mình lấy cây rau răm ngày bữa là hơi kỳ lộn đã luôn. Ba to nhỉ, bự gấp hai lần, ba lần, hai lần rưỡi móng tay. Về chưa? Nay trồng thì tốt quá trời luôn, thích ha. Nói chung là ở Nhật á thì mọi người sống một nguyên dãy nhà trọ, ở đây gọi là apartment á nè, thì mọi người chỉ có một khung thế này nè đó, thì tận dụng nó làm sao á, trồng thứ nhất là đi chăm sóc cho nó vui thôi, thứ hai là ăn có ăn ăn là ít thôi, chủ yếu là vui là nhiều à, túi tới luôn nhìn ngắm rất là thích. À, đây mọi người khung nhà vậy, thấy không? Nhỏ mọi người những khung nhà là cái lan can ngoài cái phơi đồ á, giờ mình mới tận dụng ngoài trồng mấy cái chậu cây. À, thích rồi, nhìn cũng thích ha. Có cái ớt à, ớt này chắc ăn chừng tháng tới mùa đông rồi. Nghe nói là mùa đông cắt ngang ủ lại, cái mùa qua mùa xuân mùa hè là nó có trái lại ra được. Vậy thôi, mình review lại cái trồng cây khi mà ở nhà trọ Nhật, khi mà không có đất thì mình đã trồng vậy. Còn cái ai mà mua nhà nhé thì có một công viên trước á thì nó dễ rồi, nó khỏi mình cũng khỏi bàn tới đi ha. Này thì mình ở nhà thuê á, thì không có đất, chỉ ở băng ca ở cái lan can trước này. Thì mình tận dụng như thôi, mình hái nha, hái ra đây, hái này to, thấy thích ha, này trời ơi, này mình hái đây nè, hồi tối hái anh thái rồi, mình hái thêm trái nữa, hai trái về chưa, rồi vô đây. Thôi bye bye, ai thích kênh thì like và share cho mình ha, để mình có động lực để mình làm những video tiếp theo. Bye bye.